Chương 349: Lăn ra đây. Nguyên lực thiên địa hùng hậu giống như tầng mây cuồn cuộn bốc lên trên tầng không của đấu trường, một cỗ nguyên lực vô cùng cường hãn lao tới khiến mọi người khiếp sợ. Ai vậy? Khí tức thật cường hãn, ít nhất cũng tới bán bộ tạo hóa rồi. Bán bộ tạo hóa? Trong gia tộc Lâm thị, người có thể đạt tới thực lực này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người này rốt cuộc là ai? Không ngờ có thể so sánh những thiên tài gia tộc Lâm thị. Nhìn tình hình này thì là người của Vân gia. Vân gia không ngờ cũng có nhân vật như thế. Vô số cặp mắt nhìn qua cuối cùng tập trung trên đạo thân ảnh đang tập trung ở không trung. Đột nhiên có tiếng thì thầm vang lên. Đó là Lâm Động, sao hắn dám xuất hiện? Ở trên ghế ngồi của gia tộc Lâm thị, đám nhân vật trẻ tuổi gia tộc đang tập trung ở đây. Một người ánh mắt kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh trên thiên không. Người này là Lâm Trần. Làm sư hắn và Lâm Khả Nhi đi tới cổ mộ phủ của Viêm Thành tìm bảo vật, đã có ân oán cùng Lâm Động, do vậy lập tức nhận ra Lâm Động. Lâm Động, cái tên đắc tội với Lâm Lang Thiên đại ca. Nghe thế vậy, những tên đệ tử nội tộc bên cạnh cũng là đều thất kinh nhìn lên bầu trời. Hắc hắc, tên này đúng là không biết trời cao đất dày, đắc tội với Lâm Lang Thiên đại ca còn dám tham gia tộc hội, đúng là tự chuốc nhục vào thân. Đúng vậy, so với Lâm Lang Thiên đại ca, hắn không bằng con kiến. Khi nghe thấy lời kiêu ngạo này thì một nữ tử xinh đẹp bên cạnh khẽ nhíu mày. Nàng chính là Lâm Khả Nhi. Nàng lúc này cũng ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn thân ảnh trên tầng không. Nàng không ngờ Lâm Động lại dám tham gia tộc hội. Người này quá ư lỗ mãng. Lẽ nào hắn không biết một năm nay Lâm Lang Thiên đại ca rốt cuộc tiến bộ khủng khiếp thế nào? Lâm Khả Nhi khẽ nắm tay lại, ánh mắt có chút lo lắng, nhưng không có cách nào khác. Nàng biết Lâm Lang Thiên rất căm hận hắn. Nếu hôm nay hắn không xuất hiện thì còn tốt, chứ nếu xuất hiện Lâm Lang Thiên tuyệt không bỏ qua dễ dàng. Cách thức xuất hiện Lâm Động quá ư hành tráng, khiến các thế lực lớn trên ghế ngồi đều là chấn kinh nhìn lại, ánh mắt không ngừng quét qua người Lâm Động. Quả nhiên xuất hiện. Lâm Lang Thiên tay bưng chén trà sóng sánh thanh lan sóng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn đạo thân ảnh kia, ngón tay búng nhẹ, chỉ thấy chén trà đột nhiên vỡ vụn, ngay cả nước trà dưới đạo ám kình cũng bị chấn thành hư vô. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người lại tới. Một khi tới đây, vậy thì nếm thử cảm giác phụ thân người năm xưa phải chịu đựng. Đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, khiến bầu trời trở lên thành mục tiêu theo dõi của tất cả mọi người. Tất cả tiếng thì thầm liên quan tới hắn. Lâm Động ca. Ở sân đấu phía dưới, Thanh Đàn cười như hoa. Nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia, mặc dù hai năm không gặp nhưng mà cảm giác nàng vẫn quen thuộc. Nhà đầu nhắn ngươi, ta không ra tay lẽ nào ngươi không chống cự sao? Thân ảnh Lâm Động chậm rãi đáp xuống, ánh mắt nhìn nữ tử trở nên vô cùng xinh đẹp, bất giác cười nói. Ha ha, ta đoán chắc Lâm Động ca sẽ hiện mà. Thanh Đàn cười xuyên nói, người chính là Lâm Động, kẻ ngu ngốc không biết trời cao đất dày, không ngờ dám xuất hiện, quả thực ngoài sự dự liệu của ta. Trên không trung, ánh mắt Lâm Phong bằng lãnh nhìn Lâm Động cười nói, đi về phụ thân, kế tiếp ta giải quyết. Lâm Động không để ý đến tiếng gào thét của Lâm Phong, vỗ nhẹ đầu Thanh Đàn cười nói. Thanh Đàn nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng nàng biết Lâm Phong thực lực rất mạnh nhưng nàng vô cùng tin tưởng Lâm Động. Nhìn Thanh Đàn như con bướm nhẹ nhàng rời khỏi sân đấu, Lâm Động lúc này chậm rãi quay đầu nhìn Lâm Phong trên không trung một cái rồi nói, người điếc sao không nghe lời ta hỏi? Thấy thái độ Lâm Động, ánh mắt Lâm Phong xuất hiện tức giận, lập tức tiếng gầm lên. Một quyền ảnh long tượng vốn dĩ định tấn công Thanh Đàn đột nhiên hung hãn tấn công về phía Lâm Động, nhưng đối mặt với một quyền cường hãn của hắn, Lâm Động không thèm nhìn, bàn tay bắt ra, quyền ảnh long tượng khí thế vô cùng mạnh mẽ không ngờ bị bóp nát. Nhìn thấy một kích toàn lực của mình bị Lâm Động dễ dàng đỡ được, sắc mặt Lâm Phong đột nhiên đại biến. Tới lúc này hắn tựa hồ mới biết mình đã coi thường người trước mặt này. Nhưng mà Lâm Động không cho hắn nhiều thời gian phản ứng, cười nhạt một cái, thân hình trực tiếp như là một làn khói xanh lao tới. Khi xuất hiện trở lại thì đã trước mặt Lâm Phong. Tốc độ quỷ dị của Lâm Động, Lâm Phong vội vàng thôi động nguyên lực tạo thành một cái tấm lá chắn trước mặt. Ầm, nhưng lá chắn nguyên lực vừa mới thành hình, bàn tay Lâm Động trong khoảng khắc xé nát, tiếp đó thì chụp lấy cổ họng Lâm Phong. Một chiêu chế địch, vô số ánh mắt nhìn Lâm Phong liều mạng giãy giụa trong tay Lâm Động, nhất thời đột nhiên im lặng, không ít người lộ ra vẻ chấn kinh, khí tức hiện tại Lâm Động đủ sánh với cường giả bán bộ tạo hóa, nhưng mà không ngờ một chiêu của Lâm Động khiến cho Lâm Phong không đỡ nổi. Tại chỗ hẻo lánh kia, đám Lâm Chấn Thiên cũng là ngây ngốc nhìn cảnh tượng này. Cường giả bán bộ tạo hóa trong mắt bọn họ đều là truyền thuyết, nhưng mà hiện tại cường giả cường hãn như vậy, không ngờ một chiêu cũng không tiếp nổi. Hai năm ngắn ngủi, thực lực Lâm Động rốt cuộc tiến bộ tới mức nào rồi? Luốt đan dược kích thích tiềm lực mà còn vô dụng tới vậy. Thanh âm bình thản của Lâm Động chuyển ra giữa không trung, sau đó bàn tay tùy tiện tát một cái,
Một thanh âm giòn tan vang lên. Lâm Phong trong tay hắn bắn một ngụm máu tươi, mang theo miếng răng nát vụn, thân thể giống như đạn pháo rơi xuống sân đấu. Nhìn Lâm Phong trong khoảng khắc bị đánh như chó chết, toàn trường nhất thời vang lên từng tiếng ồn ào. Người của Lội tộc bị đánh cho thê thảm như vậy trong tộc hội vẫn là lần đầu tiên. Ở vị trí màu vàng, một lão nhân tóc trắng, thân mặc áo bào tím, ánh mắt chấn kinh nhìn cảnh tượng này không nói câu nào. Lão chưa lên tiếng, một vài người Lội tộc nhịn không được, lập tức có lão nhân tóc nâu đứng lên quát: "Tiểu bối, người là người phương nào? Lẽ nào không biết quy củ tỷ thí sao? Gọi trưởng bối người ra đây." "Quy củ? Người này dùng đan dược kích thích tiềm lực trong khi tỷ thí. Lão già người sao không lên tiếng?" Ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo nhìn lão già tóc lâu nói: Người có phân ra, không ngờ dám nói với ta như vậy, đúng là đại nghịch." Bị Lâm Động nói cho cứng họng một lúc, lão già tóc lâu đột nhiên tức giận, thân hình vừa động đã lao ra một quyền đánh về Lâm Động. Bốp! Nhưng mà khi lão nhân tóc lâu chưa tiến vào phạm vi 10 trượng của Lâm Động, Lâm Động vung tay cách không tát một cái. Trước mặt chấn kinh người khác, lão nhân tóc lâu không ngờ bị Lâm Động tát bay đi, chật vật rơi xuống. "Trong lòng ta, thực lực quan trọng nhất, phân ra Lội tộc như nhau. Nếu ai bất mãn thì ra đây nói với ta, người cao quý ở chỗ nào?" Lâm Động đứng ở trên hư không, ánh mắt chậm rãi nhìn về đám ghế ngồi màu vàng. Đám người này mới thực sự là nhân vật quan trọng trong Lội tộc. Lời của Lâm Động khiến vô số ánh mắt trở lên phấn khích. Dám trước mặt Lội tộc nói những cái lời này, nếu không có khí phách thì không thể làm nổi. Ha ha, nói hay lắm. Phân ra Lội tộc vốn không khác biệt, thực lực quan trọng nhất. Trong đám ghế màu vàng, lão nhân tóc trắng mỉm cười không chút giận dữ nhìn Lâm Động ánh mắt kỳ lạ: "Tiểu tử kia, người là người phân ra nào?" Lâm Động nhìn lão nhân tóc trắng đó, ba động trên người khiến hắn có cảm giác uy áp kỳ lạ, có lẽ là gia tộc Lâm thị địa vị tương đối cao. "Lâm gia Viêm Thành, Lâm Động." Thanh âm Lâm Động bình thản không bởi câu hỏi của lão xạ kia có chút ba động. Hơn nữa, câu trả lời của hắn không phải là phân gia Viêm Thành mà Lâm gia Viêm Thành. Hắn muốn cho mọi người biết Lâm gia Viêm Thành địa vị không hề thấp hơn gia tộc Lâm thị. Một vài người của Lội tộc dường như nghe thấy ý đồ trong lời quán, ánh mắt có chút giận dữ, nhưng nhìn thấy cảnh tượng thảm của lão nhân kia, nhất thời không nói gì, dù là các trưởng bối cũng chưa nói gì. Nhưng mà Lâm Động cũng mặc kệ bọn chúng, ánh mắt chậm rãi chuyển động, cuối cùng dừng lại trên ghế ngồi ở đó. Một cái đạo nhân ảnh ánh mắt có chút biểu cảm nhìn hắn. Hai ánh mắt đan xen vào nhau, mơ hồ nguyên lực thiên địa lúc này cuồn cuộn xoay vần. Trên bầu trời, tay Lâm Động chắp tay sau lưng, lời nói chậm rãi tốt ra khiến cho đấu trường không có một tiếng động. "Lâm Lang Thiên, lăn ra đây." Chương 350, thế nào là kiêu ngạo? "Lâm Lang Thiên, lăn ra đây." Thanh âm bình thản từ miệng Lâm Động thốt ra trong khoảng khắc tốt ra chợt như tiếng sấm vang khắp đấu trường. Đấu trường yên tĩnh không một tiếng động, thậm chí vài trưởng bối gia tộc trở nên ngây ngốc. Đây là lần đầu tiên bọn chúng thấy cái đám thế hệ có kẻ dám nói với Lâm Lang Thiên như vậy. Với địa vị Lâm Lang Thiên trong Lội tộc hiện tại, dù là một vài trưởng lão nói với hắn cũng đều là dùng ngữ khí hòa nhã, ai dám lớn tiếng hồ như vậy, càng huống hồ trước mặt bao người. Lâm Động này rốt cuộc thần thánh phương nào dám khiêu khích uy nghiêm của Lâm Lang Thiên trong tộc hội này. Lâm Lang Thiên được coi là thiên tài rực rỡ của gia tộc Lâm thị, đừng nói cùng thế hệ, cho dù là vài trưởng bối thực lực cũng không bằng hắn. Đúng vậy, Lâm Động này quá mức cuồng vọng, tuy cũng có chút bản lãnh nhưng mà sao có thể so sánh với thiên tài như Lâm Lang Thiên. Hắc hắc, người này cũng không giống hạng người ngốc nghếch, hắn dám nói như vậy có chút chỗ dựa. Không ngờ tộc hội lần này hấp dẫn như vậy, thiên tài đệ nhất gia tộc Lâm thị Lâm Lang Thiên cuối cùng cũng bị người khác khiêu khích. Trong đấu trường khổng lồ, sự im lặng kéo dài chừng một lát, cuối cùng như núi lửa phun ra, vô số tiếng gai ỏ ồn ào hội tụ một chỗ, ồn ào tới mức khắp Lâm Thành đều nghe thấy. Những lời của Lâm Động quá mức chấn động, quá mức hùng hãn. Lâm Lang Thiên là người phương nào, thiên tài đệ nhất gia tộc Lâm thị, nhân vật bậc này ở vương triều Đại Viêm nhìn khắp lời. Trong vương triều Đại Viêm, trong những cái đám trẻ tuổi có thể so sánh với hắn đều là đếm trên đầu ngón tay. Không ngờ hiện tại có kẻ tại phân gia dùng ngữ khí bá đạo như vậy khiêu chiến Lâm Lang Thiên. Cảnh này tựa hồ nhiều năm chưa xuất hiện, cũng có trách không khí trên bầu đấu trường đột nhiên lại như núi lửa phun trào, ánh mắt mọi người trở nên cháy bỏng. Cái gì? Động nhi khiêu chiến Lâm Lang Thiên? Ở góc hẻo lánh kia, Lâm Chấn Thiên, Lâm Kiếu chấn kinh tới mức ngây ngốc. Tuy bọn họ biết Lâm Động hiện tại thực lực cơ hồ rất cường đại, nhưng uy áp của Lâm Lang Thiên quá mức cường đại,
Cho dù bọn họ có tin trong đám trẻ tuổi gia tộc Lâm thị có người sánh được với kẻ gọi là thiên tài này. Lâm Động đang muốn thay người rửa mối nhục năm xưa. Lâm Mãng nhìn Lâm Khiếu đột nhiên vỗ mạnh lên vai hắn cười lớn nói: "Người đã sinh ra được một cái nhi tử xuất sắc, ha ha, mẹ nói chứ, tiểu tử này thật khí phách." Lâm Hoành và Lâm Hà bên cạnh, tâm thần có chút kích động, khí phách như vậy quả nhiên không ai địch được. Hai năm không gặp, bọn họ có thể cảm nhận được Lâm Động hiện tại thực sự thoát thai hoán cốt. Khóe miệng Lâm Khiếu có chút khô khốc, hắn nhìn về thân ảnh trẻ tuổi đứng trên không trung, ánh mắt đột nhiên đỏ lên, tay nắm chặt lại. Lời nói năm xưa của thiếu niên kia rời khỏi gia đình, đã nói nhận vẫn là vàng vẳng bên tai. Những mặt tủi nhục phụ thân phải chịu, nhi tử giúp người đòi lại. Vì những lời này hắn có thể đoán được hai năm rời xa gia đình, thiếu niên kia rốt cuộc trải qua tu luyện thế nào, thậm chí là vô lần đối mặt với sinh tử. Động nhi, Lâm Khiếu hít một hơi thật sâu, ánh mắt cay cay, khuôn mặt hiện lên vẻ an ủi. Ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng hắn, có người nhi tử thế này, hết thảy đều đáng giá. Dưới con mắt chăm chú theo dõi của mọi người, Lâm Động đứng trên hư không, ánh mắt bằng lãnh nhìn về phía chiếc ghế màu vàng. Lâm Lăng Thiên lúc này không chút biểu tình, bàn tay chậm rãi miết mặt bàn, tựa hồ chưa nghe thấy lời Lâm Động. Lâm Động chưa có làm càn, đây là tộc hội sát tộc Lâm thị, sao cho phép người lớn tiếng làm càn còn không lùi lại. Bên cạnh Lâm Lăng Thiên, một lão giả áo lâu đột nhiên ánh mắt chậm lại lạnh lùng nói: "Lâm Lăng Thiên trong nội tộc địa vị cực cao, với uy tín của hắn có khả năng trở thành tộc trưởng kế tiếp của sát tộc Lâm thị. Điều này khiến cho hắn hình thành nên thế lực riêng hắn, thậm chí một vài trưởng lão cũng có ý đi theo hắn." Mà lão nhân vừa lên tiếng hiển nhiên là một trưởng lão quyền cao chức trọng gia tộc. Mà lão đứng về phía Lâm Lăng Thiên nên đương nhiên không chấp nhận thanh danh Lâm Lăng Thiên bị hạ nhục. Lâm Lăng Thiên chuột nhát nhát gan. Lâm Động không để ý đến trưởng lão kia, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Lăng Thiên chậm rãi nói: "To gan." Nghe thế vậy, lão nhân áo lầu kia giận dữ vỗ bàn một cái định ra tay, nhưng hắn vừa mới đứng dậy liền bị lão nhân áo tím giơ tay ngăn lại. "Đại trưởng lão, cái này quá mức hống hách, hôm nay gia tộc Lâm thị ta không khách khí cũng không ít cách, sao có thể để cho hắn lớn tiếng?" Bị lão nhân áo tím ngăn lại, lão nhân áo lầu không kìm được giận dữ nói: "Hà, Lâm Tranh, Lâm Động dù sao là người gia tộc Lâm thị ta, thực lực hắn hiển nhiên thiên phú rất tốt, nếu vô cớ chèn ép chẳng phải là phân ra thất vọng sao?" Lão nhân áo tím cười nói. Thấy lão nhân áo tím nói vậy thì lão nhân áo lầu không khỏi nhíu mày, ánh mắt nhìn về lão nhân áo đen bên cạnh lão nhân áo tím. Từ những hành động này tựa hồ có thể nhìn thấy các thế lực gia tộc Lâm thị cũng tương đối phức tạp, thiên phú tốt thế nào đi nữa so với Lâm Lang Thiên không chịu nổi một chiêu. Ánh mắt lão nhân áo đen lạnh lùng nhìn Lâm Động sau đó cười nói: "Muốn khiêu chiến cũng không phải, cũng không ai phản đối, nhưng nếu như một tên vớ vẩn nào đó chạm tới gào thét một tiếng Lâm Lang Thiên liền phải ra tay thì Lang Thiên chẳng phải bận tới chết sao? Muốn khiêu chiến thì phải có tư cách khiêu chiến." Thanh âm lão nhân áo đen không hề che giấu, vì vậy Lâm Động đều nghe thấy. "Người muốn tư cách gì?" Ánh mắt Lâm Động hơi khép. Tại khi nhìn lão nhân áo đen thì cười lạnh nói, hắn có thể nhìn ra lão già này cũng đứng về phía Lâm Lang Thiên. Quan hệ thế này gia tộc Lâm thị quả nhiên không ít. Đi lên sân cuối cùng kia, người nói lần này là lão già áo tím, ngay cả Lâm Động có chút kiêng kỵ. Hắn mỉm cười nhìn về sân đấu duy nhất lời cao nhất. Lâm Lang Thiên là quán quân lần trước, người nếu như muốn khiêu chiến hắn, trước tiên vượt qua tộc nhân khác, sau đó tới đó. "Ngoài ra ta phải nhắc ngươi, tộc hội lần này gia tộc Lâm thị có 3 người xuất sắc nhất. Người thứ nhất Lâm Lang Thiên, người thứ hai, thứ ba tuy kém Lâm Lang Thiên một bậc nhưng cũng là tuyệt thế thiên tài. Còn người muốn tới được sân đấu cuối cùng nhất định phải vượt qua 2 người đó." Lâm Thanh, Lâm Mộc. Lão nhân áo tím mới quát, nhất thời hai đạo khí tức vô cùng cường hãn từ đấu trường lao ra. Sau đó thân ảnh vừa động, hai đạo thân ảnh đã xuất hiện ở hai sân đấu. Ánh mắt Lâm Động nhìn hai đạo thân ảnh kia lập tức ngưng động. Hai người này tựa hồ lớn tuổi hơn Lâm Lang Thiên một chút, khí tức tuy không bằng Lâm Lang Thiên nhưng cũng là bán bộ tạo hóa. Hơn nữa hai người này tựa hồ đạt tới đỉnh cao, chỉ cần có cơ duyên có thể tiến vào tạo hóa cảnh. Có trách nói thiên phú chỉ kém Lâm Lang Thiên một chút, nhưng khiến Lâm Động kinh hãi nhất chính là diện mạo hai người này không ngờ giống hệt nhau, hiện nhiên là huynh đệ sinh đôi, thậm chí khí tức mơ hồ cũng có chút sao hỏa với nhau. Bọn chúng mà liên thủ với nhau thì dù là cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành cũng có thể thắng được. Từ đó có thể thấy hai người này cường hãn thế nào. Quả nhiên hai huynh đệ Lâm Thanh, Lâm Động kia thật là ngông cuồng, khiêu chiến Lâm Lang Thiên đại ca dễ vậy sao? Hai huynh đệ Lâm Thanh sắp tiến đến tạo hóa cảnh tiểu thành rồi, thực lực vượt xa các loại hạng giả như Lâm Phong vừa rồi. Đợi Lâm Động bại dưới tay bọn họ, xem hắn còn mặt mũi khiêu chiến Lâm Lang Thiên hay không. Tự sức nhục người phân già
mà cũng dám khiêu chiến Lội tộc. Đệ tử gia tộc Lâm Thị nhìn hai người xuất hiện, trong mắt nhất thời hiện lên vẻ mừng rỡ, bộ dáng như là nhìn thấy cảnh Lâm Động chật vật nhận thua. Đương nhiên cũng không thể không thừa nhận, hai người mà bọn Lâm Thanh cùng đám thế hệ trẻ quả thực là chỉ kém Lâm Lăng Thiên. Nhưng mà Lâm Động ngẩng đầu liếc nhìn trưởng lão hàng ghế vàng, thân hình vừa động đã dừng lại ở sân đấu nhất, nhạt nhạt nói: "Không cần chia trận, cùng lên đi." Kiêu ngạo cuồng vọng, lời của Lâm Động mới truyền đi mà những đệ tử kia đột nhiên tức giận cùng nhau cười lạnh. Nhưng mà khi bọn chúng đang cười lạnh, Lâm Động đứng ở dưới sân đấu cao nhất, tay vung nhẹ, một lời tiếp nhiên truyền ra: "Trong 10 hiệp các ngươi lưu lại ở đây ta thua." Lời vừa nói, dù cho trưởng lão hàng ghế vàng sắc mặt cũng đại biến, lời này không thể là dùng kiêu ngạo để hình dung. "Các ngươi đói tư cách, vậy ta cho các ngươi." Chương 351, một quyền oanh bạo. 10 hiệp, Lâm Động mới thốt lời đó, toàn bộ không gian như bùng nổ, các đệ tử Lội tộc nhìn kẻ đứng trước mặt như một kẻ điên. Trong gia tộc Lâm Thị, Lâm Thanh, Lâm Mộc có thiên phú chỉ kém hơn Lâm Lang Thiên một chút, cộng với hai người là anh em sinh đôi phối hợp với nhau càng thêm nhuần nhuyễn, hiệu ý. Hai người liên thủ cho dù cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng khó lòng thắng được. Nhưng mà Lâm Động lại dám khoa ngôn đánh bại bọn họ trong 10 hiệp. Với họ mà nói, điều này không thể dùng ngông cuồng để hình dung, phải nói là ngu ngốc tự chuốc họa vào thân. Khi mà các đệ tử Lội tộc khi chế giễu, Lâm Khả Nhi đứng giữa họ, cặp mày cũng khẽ động, mắt nàng nhìn chăm chăm bóng dáng Lâm Động. Dù nàng vô cùng kinh ngạc về việc Lâm Động đánh bại Vương Viêm, nhưng nói thực, tuy Vương Viêm được coi là thiên tài gia tộc Vương Thị, nhưng so với Lâm Thanh, Lâm Mộc còn kém rất xa. Trong trường hợp này phát ra cuồng ngôn như vậy quả thực không thích hợp. Khả Nhi, đây là Lâm Động khi đánh bại Vương Viêm gia tộc Vương Thị, người nói sao? Bản lãnh chưa thấy nào biết, nhưng mà mức ngông cuồng không kém gì Vương Viêm chút nào. Bỗng nhiên từ bên cạnh vang lên tiếng cười của một nữ tử. Nàng bất giác quay đầu lại, chỉ thấy phía sau không biết từ khi nào xuất hiện vài nữ tử yêu kiều. Bọn họ đều khá xinh đẹp. Trong số các đệ tử Lội tộc có không ít người đang theo đuổi họ. Này thấy họ tới, các đệ tử Lội tộc lập tức vây lại. Hà, Lâm Tuyết muội muội nói không sai, Lâm Động bản lãnh không được xem bao nhiêu, nhưng mà khẩu khí không nhỏ. Đợi lát nữa hắn bại trong tay Lâm Thanh đại ca bọn họ, xem còn mặt mũi nào buông ra lời ngông cuồng như vậy không. Một đệ tử Lội tộc với vẻ lịnh nọt nởi nói. Khi hai mỹ nhân đang nói chuyện với Lâm Khả Nhi, một vài kẻ khác cũng vội vàng phụ họa theo. Bây giờ ít nhất đám ngông cuồng như vậy trước mặt Lâm Lang Thiên đại ca. Cô thiếu nữ tên là Lâm Tuyết cười điệu nhìn Lâm Khả Nhi nói: "Khả Nhi, người nói xem Lâm Động thực có tư cách khiêu chiến Lâm Lang Thiên đại ca sao?" Tự nhìn thì biết, Lâm Khả Nhi thản nhiên nói: "Hà, chỉ là ta khi thấy người cứ luôn miệng nhắc tới một người họ hàng nào đó mà thôi, lẽ nào người lại thích tên Lâm Động này?" Lâm Tuyết tiến tới trước cười đắc ý: "Chỉ là xem ra hôm nay dường như hắn sẽ mất mặt lắm đấy." Lâm Khả Nhi nhíu mày, nhưng mà mặc kệ người sùng bái Lâm Lang Thiên đến hết thuốc chữa kia, trong mắt cô thế gian này ngoài Lâm Lang Thiên chẳng ai là nam tử, là một lũ phế vật. Thế nhưng ở đấu trường này, những cái chàng cười chế giễu kia không phải ít. Dù gì thì hành động của Lâm Động trong mắt chúng nhân thực sự là không thể chấp nhận được. "Hừ, tên tiểu tử không biết trời cao đất dày, dám kiêu căng như vậy. Đợi khi thua rồi ngươi lấy gì mà giữ thể diện?" Trên hàng ghế màu vàng, trưởng lão áo lâu cười lạnh, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Lâm Lang Thiên nhìn Lâm Động trên đài, huynh đệ Lâm Thành, Lâm Mộc mà liên thủ, dù cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành khó lòng thắng họ, mà khí tức Lâm Động lúc này chỉ là bán bộ tạo hóa mà còn dám ngạo mạn đến vậy, thật không biết hắn có tuyệt chiêu hay là tự tìm chết. Nếu Lâm Động đã có hào khí như vậy, Lâm Thành, Lâm Mộc hai người đấu với bọn hắn một trận đi. Vị trưởng lão áo đen địa vị dường như không thấp lúc này vẫy tay bình thản nói: "Vâng." Lâm Thanh, Lâm Mộc quát một tiếng, thân hình khẽ động cùng bay đến chỗ cao nhất, ánh mắt lạnh lùng quá chặt lấy Lâm Động. Hiển nhiên thái độ của người này khiến cho bọn họ vô cùng phẫn nộ. Hai người không hề nói lời thừa thãi, vừa hiện thân bàn chân dẫm mạnh lên sàn, hai luồng khí tức bán bộ tạo hóa bùng lên trong chớp mắt, nguyên lực hùng hồn dao động trong không gian, tỏa ra một cái luồng áp lực mạnh mẽ, gây lên không ít tiếng kinh ngạc. "Lâm Động phải không? Hôm nay ta xem người có tư cách gì dám trong 10 hiệp đánh bại hai người anh em bọn ta." Nguyên lực bao phủ toàn thân, Lâm Thanh trừng trừng nhìn Lâm Động cười nói: "Ta cũng hy vọng không phải là thùng rỗng kêu to, nếu không thì quá vô vị." Lâm Mộc cũng lạnh lùng nói: "Trong Lội tộc bọn họ có địa vị phi phàm, không so được với Lâm Lang Thiên, nhưng mà cũng đứng trong hàng ngũ bang người cao nhất.
Này Lâm Động, một người họ hàng trong Phan gia dám ăn nói với họ như thế, sao có thể không phẫn nộ đây? Bắt đầu được chưa? Thế nhưng mà đối mặt với sự phẫn nộ đó, Lâm Động làm như chẳng có chuyện gì, chậm rãi giơ bàn tay, giọng nói rất từ tốn, không hề vì khí tức mạnh mẽ hai người mà dao động. Ngữ khí bình thản của Lâm Động không chút nghi ngờ đã thổi bùng lên ngọn lộ hỏa của Lâm Thanh Lâm Mộc. Ánh mắt lạnh băng, nguyên lực hùng hồn ngưng tụ trong lòng bàn tay, đem theo cái tiếng lộ trầm thấp nhằm thẳng vị trí yếu hại Lâm Động mà đánh tới. Hai người vừa ra tay lập tức thể hiện sự ăn ý hơn người, công kích hai người như một khiến cho người ta khó lòng kháng cự. Có điều, đối mặt với công kích đó, sắc mặt Lâm Động không hề thay đổi, thân hình đứng yên như bàn thạch, chỉ có bàn tay không ngừng biến hóa, chống đỡ hết những cái đòn quyền đánh tới cách lửa thước. Bốp bốp bốp. Giữa sàn đấu, khi tiếp đòn của hai người, thân thể Lâm Động không hề rung lên quá 3 lần. Chỉ thấy tiếng nắm đấm va chạm phát ra. Người có nhãn lực không tệ khi quan sát cuộc chiến này, ánh mắt dần trở nên hoài nghi. Ai cũng có thể thấy rằng trước sự tấn công hai người mà Lâm Động vẫn ứng phó nhẹ nhàng, trường ảnh dường như hình thành lên một cái bức tường vững chắc, chặn không cho công kích của hai người Lâm Thanh tiếp cận hắn. Chỉ như vậy thôi cũng biết Lâm Động dám cuồng ngôn như thế thực có khả năng. Có điều dường như không thể nào đánh bại được họ trong 10 hiệp. Trong đấu trường một cái ánh mắt đều là dồn về nơi này. Tất cả nín thở, nhìn quan sát cuộc giao đấu khiến cho người ta hoa mắt, thầm đếm xem bao nhiêu lượt. Tại chỗ khá khuất, bọn Lâm Chấn Thiên cũng căng thẳng nhìn với gương mặt đầy kinh ngạc. Không ngờ Lâm Động có thể đánh ngang cờ với hai vị bán bộ tạo hóa liên thủ lại. Có thể đấu với một cường giả tạo hóa tiểu thành, dù trong ánh mắt có phần lo lắng nhưng mà bọn hắn vẫn là vững như bằng Thái Sơn. Tuy cục diện bế tắc nhưng trong 10 hiệp thì khó có thể vượt qua sự tiêu hao thể lực này. Tên Lâm Động này đúng là có chút bản lãnh. Trên trận quyết đấu này cũng là khiến cho các đệ tử nội tộc kinh ngạc. Họ nghĩ Lâm Động nhanh chóng sẽ thua ngay, nhưng mà cảnh tượng trước mặt khiến cho họ hiểu thực lực Lâm Động quả thực có thể địch lại Lâm Thanh Lâm Mộc. Lâm Khả Nhi thấy vậy cũng là thở phào nhẹ nhõm, thầm thấy ngạc nhiên về sự tiến bộ đáng kinh ngạc của Lâm Động. Khi còn ở Đại Hoang Cổ Bi, thực lực của Lâm Động chỉ là tạo khí cảnh tiểu thành, thế nhưng trong lửa năm ngắn ngủi đã mạnh mẽ đến mức này. Hừ, giờ 8 hiệp rồi, hắn vẫn giữ phòng ngự như rùa rụt cổ, đến hiệp thứ 10 sẽ biết mặt. Lâm Tuyết bên cạnh cười nói, dường như cô ta không hề thích thú nhìn Lâm Động thể hiện uy phong. Tới giờ bản thân cô cũng phải thừa nhận Lâm Động có thể một chọi hai mà vẫn không có dấu hiệu thất bại, dù xếp trong nội tộc của cô ta vẫn là thuộc hạng đầu. Trên hàng ghế màu vàng, những trưởng lão kia nhìn cuộc đấu nhất thời cũng trầm mặc, đặc biệt là sắc mặt trưởng lão áo lâu và áo đen có phần khó coi. Với nhãn lực bọn họ đương nhiên có thể biết đến giờ Lâm Động chưa hề thực sự ra tay lần nào. Ngược lại nhìn hai người Lâm Thanh, dù cố gắng hết sức đều là không thành công. Khoảng cách hai bên lúc này coi như là thực sự lộ rõ. Lâm Lăng Thiên cũng dừng hẳn động tác bàn tay, nhìn chăm chăm về sàn đấu, cuối cùng lên tiếng: có chút bản lãnh nhưng mà 9 hiệp rồi. Quỳnh, nguyên lực hùng hồn đột nhiên rộng ra, vô số ánh mắt đổ dồn tới. Chỉ thấy Lâm Thanh Lâm Mộc bị chấn lùi về sau đến mấy bước. Khi thấy Lâm Động thì từ đầu chí cuối không hề lùi nửa bước. Cao thấp đã phân chia rõ ràng, nhưng lúc này đã qua 9 hiệp. Lâm Động, thực lực ngươi quả thực mạnh, có điều e rằng lần này ngươi phải trả giá cho lời nói ngông cuồng của mình. Sắc mặt Lâm Thanh hơi khó coi, hắn hít sâu một hơi lạnh lùng nói. Hắn thừa nhận thực lực Lâm Động, nhưng mà hắn không tin Lâm Động có thể đánh bật bọn họ ra sàn đấu trong một hiệp. Các người đánh giá mình quá cao. Thế nhưng Lâm Động chỉ lắc đầu, nhìn hai người Lâm Thanh, thân thể khẽ động, cuối cùng chủ động bước chân ra đầu tiên. Ta không hề có ân oán gì các người mới ra tay vào hiệp thứ 10. Ta đã giữ thể diện cho các người lắm rồi, tiếp theo thì phải xem bản lãnh các người thôi. Quỳnh, một bước chân dẫm xuống, cả sàn đấu dường như rung chuyển. Một cái áp lực khiến cho người ta nín thở bỗng nhiên phát ra từ cơ thể Lâm Động ập mặt mà tới. Cảm nhận thấy luồng áp lực nghẹt từ đó, đồng tử Lâm Thanh Lâm Mộc còn lại thân hình lùi nhanh, đồng thời vận hết nguồn nguyên lực. Toái Thiên Đại Bi Trưởng, nguyên lực hùng hồn mạnh mẽ trào ra từ hai người Lâm Thanh Lâm Mộc ngưng tụ trên đỉnh đầu. Bọn họ hình thành nên tấm bia khổng lồ trăm trượng. Tấm bia hiện lên tỏa ra luồng khí tức mang uy áp kinh khủng. Có thể thấy lúc này hai người bọn họ Lâm Thanh đã thi triển hết thủ đoạn, nguyên lực đủ để chống đỡ một gã cường giả tạo hóa tiểu thành. Sát, tiếng thét trầm đục phát ra từ miệng hai người Lâm Thanh. Tiếp theo đó thì tấm bia khổng lồ đem theo sức công phá mạnh mẽ đổ ập xuống. Lâm Động trước vô vàn ánh mắt căng thẳng tột độ. Đối mặt với công kích cuối cùng của hai người Lâm Thanh, thân hình Lâm Động bỗng trở nên nhẹ nhàng, bay lên như làn khói. Cùng với một bước của hắn, một cái đạo tàn ảnh xuất hiện sau lưng hắn. Chớp mắt, 9 đạo tàn ảnh xuất hiện dưới đường chân trời. Từ ảnh cửu phá, khi 9 đạo tàn ảnh xuất hiện,
Khí tức toát ra từ trong người Lâm Động mạnh mẽ đến mức đáng sợ, đồng thời một cái vầng sáng hệt như là mặt trời óng ánh hiện lên. Lập tức một cái luồng sức mạnh thuần túy bùng nổ quanh người Lâm Động. Bùình! Vầng mặt trời xuất hiện, dưới vô vàn ánh mắt chăm chú nhìn, một quyền đánh thẳng tấm bia kia, nguyên lực khiến cho người ta kinh hãi bùng nổ với một cái sức mạnh khủng bố cuồn cuộn cuốn tới. Phá cho ta! Một tiếng quét hét lạnh bằng đột ngột vang lên. Ầm! Lời hét mới dứt, chỉ thấy tấm bia khổng lồ lập tức xuất hiện vô số vết nứt nan rộng. Cuối cùng tấm bia ngưng tụ tất cả sức mạnh hai người Lâm Thanh bị lộ tung. Ầm! Trên bầu trời sắc mặt hai người trắng bệch, miệng phun ra máu tươi, thân thể bay ngược về sau, quét ra thành hai cái rãnh dài mấy mét. Nhìn hai cường đường rãnh sâu tới nhức mắt kia, tất cả toàn trường im lặng lập tức bùng nổ.